Đám cưới miền quê, gia chủ trải thảm đỏ từ đầu làng đến tận cổng, khiến dân thành thị phải lắc đầu chào thua. Khi có quá nhiều tiền mà vẫn không biết phải đầu tư vào đâu, thế nên chủ nhà đã đầu tư vào cái đám cưới giản dị của con trai mình. Thế đó, chủ nhà sợ rằng khách đi đưa dâu phải đi trên đoạn đường dài vài cây số gập ghềnh đá sỏi dẫn vào nhà. Vừa xa vừa mỏi, lại vừa đau cái chân, lại thêm nhiều đường khúc khuỷu có thể lạc sang nhà khác. Nên gia chủ đã cẩn thận trải thảm đỏ vài cây số, từ đầu đường lớn đi thẳng tới trước cửa nhà để mà quan viên hai họ thông thả đưa dâu. Không những thế, hai bên đường chủ nhà còn giăng đầy bong bóng đủ màu đủ sắc để mà chúc mừng ngày vui của hai bên gia đình. Từ trên cao nhìn xuống, cánh đồng lúa xanh xanh bát ngát lại càng làm bật lên sự dung dị của con đường thảm đỏ rực rỡ sắc hoa, khiến cho nhiều người phải trầm trồ. Thậm chí là nhiều người sống ở chốn phồn hoa đô thành cũng phải lắc đầu chào thua. Một số bình luận được mọi người để lại: đi đám cưới mà cảm giác như mình là minh tinh màn bạc vậy đó. Nhìn cái đường chạy vào nhà biết số tiền đầu tư không hề nhỏ chút xíu nào luôn. Đúng là một đám cưới giản dị, thật sự rất giản dị và giản dị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.